Lễ hội khí khí cầu quốc tế Albuquerque được tổ chức thường niên ở cuối phía nam dãy núi huyền thoại San de Cristo, ngay phía đông vùng Bắc Mỹ. Bất chấp mây và sương mù dày đặc, hàng nghìn người vẫn có mặt tại lễ hội khí khí cầu quốc tế Albuquerque để chiêm ngưỡng hơn 500 chiếc khí khí cầu khổng lồ với đủ hình dáng, màu sắc kích thước bay lên trên bầu trời. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1972 chỉ với 13 khinh khí cầu, từ đó lễ hội khinh khí cầu Amber Cookie trở thành sự kiện thường niên diễn ra vào khoảng tháng 10 và thu hút lượng lớn du khách tới tham gia. Theo trang web của ban tổ chức, thì đây là dịp quy tụ lớn nhất thế giới của những người yêu thích khinh khí cầu. Lễ hội năm nay diễn ra đến ngày 13 tháng 10.